Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, nên người dân đã bắt đầu xuống phố mua sắm khá nhiều. Không biết là tình hình thời tiết trong những ngày tới ở Cần Thơ cũng như ở khu vực Nam Bộ có thuận lợi cho người dân sắm Tết không, chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, xin chào quý vị khán giả. Người dân ở Cần Thơ thì có thể yên tâm xuống phố sắm Tết vì dự báo là từ nay cho đến ngày 27 Tết thì thời tiết ở Cần Thơ ít có biến động. Hôm nào thì nắng cũng sẽ lên sớm ngay từ sáng và kéo dài cho đến cuối chiều. Quý vị chúng ta nên tranh thủ mua sắm trong buổi sáng hoặc là sau 4 giờ chiều bởi vì giữa trưa thì trời khá nóng khi mà nhiệt độ lên cao là 33 đến 34 độ C. Còn về chiều tối ngày thứ hai thì khả năng cũng sẽ xuất hiện mưa trái mùa nhưng mà sẽ hết nhanh. Hiện tại thì Bảo tàng thành phố Cần Thơ hoạt động đọc sách ngày xuân và dạo phố ông đồ đang diễn ra rất nhộn nhịp và dự báo sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 2, tức là mùng 5 Tết. Tham gia hai hoạt động này thì du khách sẽ được xem trình diễn và giao lưu nghệ thuật thư pháp Việt với nghệ nhân của việc xin chữ, cho chữ mang ý nghĩa tốt lành trong ngày Tết. Tham quan giao lưu với câu lạc bộ tem, thưởng lãm bộ sưu tập tem về truyền thống lịch sử và những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Về thời tiết trên đảo Phú Quốc, đêm nay thì trời mát mẻ nhờ có gió biển thổi đều, không khí thoáng đãng, nhiệt độ dễ chịu 25 độ C. Còn sang đến ngày mai, sau 7 cho đến 8 giờ thì nắng cũng sẽ lên và duy trì cả ngày, nhiệt độ cao nhất giữa trưa không quá 31 độ C. Sóng gió trên các vùng biển phía Nam cũng êm ả, dọc từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, gồm quần đảo Nam Du và Thổ Chu thì ngày mai gió ổn định cấp 3, cấp 5. Sóng cao 1 đến 2 mét, trời không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.